nhiều khu vực ở Sài Gòn bị mất điện cả đêm chỉ vì chiếc xe ben. 23 giờ đêm ngày 24 tháng 4, nhiều lực lượng thuộc Điện lực Thủ Thiêm Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan vẫn đang phối hợp khắc phục sự cố trụ điện trung thế tại giao lộ Lương Định của Cao Đức Lân, phường An Phú, quận 2 bị xe ben kéo ngã. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, xe ben loại 15 tấn do tài xế Phạm Tuấn Lợi điều khiển lưu thông trên đường Lương Định của hướng vào khu đô thị An Phú. Khi vừa qua giao lộ Cao Đức Lân, thì thùng xe chưa được hạ đã vướng vào hệ thống dây cáp viễn thông, phía trên là đường dây điện trung thế. Sự cố khiến trụ điện bị kéo ngã, tạo ra tiếng nổ kinh hoàng. Ảnh hưởng từ vụ việc khiến nhiều khu vực ở quận 2 bị mất điện. Nhiều người dân phải đổ ra đường hóng mát. Ở trong nhà hơi nóng từ mái tôn tỏa xuống đã hầm hập, giờ thì điện bị mất nữa nên chẳng khác gì như cực hình. Vợ và con tôi đã cho ra ngoài thuê khách sạn ngủ rồi. Tôi thì ở nhà trông tài sản, anh Lê Hoàng, người dân địa phương, chia sẻ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương cùng các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, khắc phục sự cố. Tại hiện trường, trụ điện trung thế cùng nhiều bó cáp, dây điện bị kéo đổ nằm ngổn ngang dưới đường, một số dây cáp vướng vào thùng xe ben. Hiện tài xế Lợi đã được đưa về trụ sở để làm việc với cơ quan công an nhằm làm rõ nguyên nhân cũng như hướng xử lý vụ việc. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.